Mút, úi giời ơi, úi giời ơi, mút, úi giời ơi, úi giời ơi, mút, 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 chê anh em ơi. Đấy, đấy, đấy chưa, đấy đi chưa, đấy chưa, úi còn rô vàng tươi to chưa. Đấy, đấy, đấy chưa, đấy đi chưa, đấy chưa, úi còn rô vàng tươi to chưa, úi còn rô vàng tươi. Wow. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với Phương Thảo Vít Sinh. Hôm nay ra cái dòng sông này thì thấy nó nhiều cá rô quá anh em ạ. Vào loại rô to rồi. Nhìn nó ngoi hẳn mặt nước luôn. Đấy qua nó quấy ở trong bụng này rất là nhiều cá to luôn, đi hàng sóng luôn. To rô khủng ơi. Đấy, đằng là kia qua nhìn kìa, nó quấy thành sóng nước luôn đấy. Đây là bên đây chỗ em người ta gọi là kênh. Trong cái lỗ rau muống này mà anh em đục được cái lỗ đánh lục hoặc là câu cá rô đồng thì cực kỳ phê luôn. Nhiều cá đấy. Sáng em nhìn thấy chỗ này ngon quá, đi vào đi đục một lỗ rồi bắt đầu câu cột bỏ. Ừ, đấy quá chào mình đấy. Em vào hỏi trong nhà này ta cho người nhỏ thế bạn, ngồi trong bờ đầm trong kia. Ui, dẫn anh em vào để đóng tạm cái cổng này các bạn nhá. Đi thôi. Trong đấy toàn ao bèo này, trước thì em cũng có câu ở kêu bùn rồi mà giờ chỗ này nó dày quá thì ra là không khều lỗ. Hay đi qua cái đoạn này kia em nhìn thấy nó có cái lỗ nhỏ nhỏ ấy. Thế là hỏi người ta cho vào mình đục cái lỗ to này câu nó sướng. Cái này có lẽ là hôm nào em cũng làm một cái cây để chọc lỗ đấy. Chọc những cái lỗ ở đây ra đi thì câu nó sẽ được sướng hơn. Thì 6 giờ vì vù quá anh em ạ. Vừa em đóng xe vào tới trong bên kia rồi. Để quay anh em xem cái khung cảnh từ bên ngoài quay vào thôi. Ủa, tí ngã. Toàn bèo anh em ạ. Cái chỗ như thế này thì cá nhiều lắm, mà không sợ kích đâu anh em ạ. Cái này người ta không kích được cá, thành ra là rất nhiều cá luôn. À, quả là lá tây anh em này. Quả này chín dằm mấy đá mấy đường này. Uống mùa hè tuyệt vời. Chú em gọi là lá tây. Sao em để ông trong kia rồi. Đây trước thì em câu lỗ này mới nói cá nó đã quấy kìa. Em giật là cá rô đồng trực tiếp trước các bác có xem video lần trước em đăng ấy. Thả nó nhấp cái là nó cắn luôn. Cá đang quấy đầy. Này, úi dồi ôi, úi, úi dồi. Đấy, cái lỗ này thì câu sướng nhất bởi vì nó là đường cống ra đường cống vào. Úi, khá như trồng trọng. Gió mát quá. Rồi, đi vào đây anh em ơi. Đấy, toàn bèo thôi. Em mới đục được một cái lỗ sáng em vào đi đục trước rồi, bây giờ chỉ vào câu thôi. Đồ của ngày em để hết ở đây rồi. Đây. Để cho em. Đấy sao. Đây có hàng quấy bằng nước anh em kìa. Đào cái lỗ này câu ok luôn. Đấy qua những cá dễ. Thôi bây giờ là tung đồ ra đó. Lỗ này tương đối đẹp mà trời nó hơi lắng anh em ạ. Ủa chó nó cắn đấy. Đây ngồi nhờ trong bờ đầm thì người ta nó cứ lên tiếng là nó sủa luôn. Đây em vẫn đánh bằng mồi tôm truyền thống anh em ạ. Mồi chuyên ở săn cá rô đồng. Trước em cũng có đăng cái bài mồi này rồi đấy. Bài này bài thơm tanh.
Mồi này câu cá lóc đồng nó là chuẩn anh em ạ. Một phát là nick là nó mút ngay. Nó không có chần chừ đâu. Lằng nhằng cái đi là nó vã là nó nôi luôn. Đánh cảm giác đánh nó sướng. Câu cái gì câu cá lóc đồng cũng là phê. Đấy bút, đấy bút đóng luôn. Ấy giời ơi, ui ôi đồ to cho nhau ơi, ui có đồ chảo má. Con này nó gì dạng à? Ủa con này to thế. Ui à, em nhìn con này, ôi con này nó bị làm sao rồi, trông nó dị dạng chưa. Ui to nhỉ, đấy rô rô đầu vuông anh em ạ, dã man. Rồi. Đấy, ngon quá, vớt vớt nó thả đây anh em. Con cá rô đang suy phê thật. Ôi gió quá, Ui cắn luôn anh em ơi. Ui ôi, ui mắc cá lá chuối ơi. Mắc cá lá chuối anh em ơi. Ui giời ơi. Ui ôi thả phát tung luôn, cắn luôn anh em ơi. Ui có đồ chảo má. Ui giời ơi. Quay anh em nhìn luôn. Ui có đồ chảo má sợ chưa. Kinh thả cái nó mút luôn. Ui giời to thế. Ui ôi anh em ơi, con này con gọi là quá đồ khổng lồ. Anh em nhìn này, con này quá đồ khổng lồ, rô đen, kinh thật, thả phát nó xuống, vừa rồi xuống cần cái nó mút nó kéo luôn, đã mà thật. Ui con này nó phải 5-6 lạng anh em ạ, to chưa, bàn tay của em này, kiếp chưa. Ui, đang con này đang có chữa, đang có trứng. Ui, to thật đấy, sướng. Ôi, này toàn rô đầu vuông to cái khủng luôn. Ủa, ở đây công nhận là đợt này người ta kiểu người ta phóng sinh ấy, ta toàn phóng sinh cái loại rô đầu vuông to ấy. Nhưng nó nhanh, cái giống này nó lớn rất là nhanh luôn. Đấy, đấy, nhìn giời ơi, chạy đâu. Đấy, nhìn giời ơi, chạy đâu. Úi dồi, con đồ đen xì anh em này. Hi, con đồ đen xì. Rồi, ố á hả. Con này to chưa anh em ơi, rồi cho rô, úi dồi, rô đồ vuông, mút này. Wow, rô đầu vuông anh em mày, rô lên xỉ. Ui giời, trời ơi. Nó chuẩn, Phê chưa anh em ơi, cho túi, Úi giời, tuyệt vời. Đấy. Không kịp trở tay luôn. Đấy, ui đấy rồi, ui giời. Mút phao này, anh em nhìn nhá. Rồi ôi. Ui toàn rô đầu vuông đấy anh em ạ. Ui, đã quá anh em ơi. Này toàn rô đầu vuông to, cái khủng luôn. Đấy. Ui ở đây công nhận là đợt này người ta kiểu người ta phóng sinh ấy, ta toàn phóng sinh cái loại rô đầu vuông to ấy. Nhưng nó nhanh, cái giống này nó lớn rất là nhanh luôn. Phê. Ôi phê quá bác ơi. Wow. Rô đầu vuông. Đấy. Kiểu như người ta đợt này cái cá rô này người ta mua ở trên kia nó rẻ đấy. Cái này chắc có mấy chục nghìn cân, cái loại nhỏ nhỏ đấy người ta mua về người ta thả phóng sinh, thành ra cái giống này đây nó lớn rất là nhanh. Nó không còn cái loại rô đồng ta ngày xưa nữa.
Toàn loại rô đầu vùng dã man thật to kinh khủng luôn. Mà cái cá nó ngoài thiên nhiên này ăn chắc là tai thịt đấy. Phê quá. Đấy, 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 rồi ơi, đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi, rồi đây chứ rồi đâu. Rồi ơi. Rồi, rồi đây chứ rồi đâu. Úi hổ dậy, úi hổ dậy. Thôi thôi, vào đây. Tên lên mê. Một chú nữa anh em ạ. Tên lên mê, tên lên mê. Đánh ổ lay, đánh lỗ lay mới sướng anh em này. Cho mày mãi. Rồi, được thêm một chú nữa. Mày lì mấy tao này. Ồ, con này to luôn đấy anh em ạ. Ai, con nhìn này to luôn. Rồi, nó lì phê thật. Nó rút phao nó lì luôn. Ngon ngon. À, còn kích khung tẩm anh em mà cá này lắm. Nó có to thôi. Là không còn gì tuyệt vời hơn đánh rô đồng anh em ạ. Lâu đây không câu cá rô, cảm giác này câu sướng thật. Nó lì lì ấy, nó mút, nó đi phao luôn. Cảm giác nó lì lì, nó mút cái nó đi phao luôn, dã man.
mút, úi giời ơi, úi giời, mút, úi giời ơi, úi giời, mút, 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 chê, 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 anh em ơi, chê, 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 úi giời ơi, chê, chê, wow, 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 anh em ơi, ui, chê to đẹp chưa, chê ta, chê ta, úi, mút, con này nó mút quả đẹp thật, nó mút cái nó lì pháo, nó đi luôn anh em ạ, ây, ôi, quá nhìn con đẹp, đẹp chưa, ô, dã man, đẹp, 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 con này bụng to thế nhỉ, hình như đang có bụng trứng anh em ạ, này, chị đẹp chưa, các bạn nhìn phê không, wow, 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 tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, con này tí về kho riêng mẹ đi, phê hết sảy. Úi chết hết. Ôi, cầm nó đứt dây. Cầm nó quấy đứt dây tới đây mất anh em ạ. Ôi, phí mất quá, đứt mất nữa. Ủa, phí quá, đứt dây rồi. Không cho vào rọ luôn đâu, mãi nhà mình đứt dây để lấy lại bắt sang. Đang mãi cầm quay anh em xem nó đứt dây mất rồi. Ký quá mất con chê ngon. Hôm sau con đấy nó đang có bầu ấy. Thả về với thiên nhiên này cho nó đẻ, nào có nhiều các con mà câu anh em nhé. Được chặt được cảm giác này là vui là phê rồi. Câu cá rô thành ra là dây đổ nó nhỏ đấy. Đóng là con chê ngon quá mà đứt mất. Người ta quả đấy cho ăn bờ ngay thì không sao mà lại còn đứng quay anh em xem ấy, nó đứt rơi mất. Số nó sống. Số nó sống thì con lên bờ rồi nó vẫn sống mà. Này con đấy nó đang có bầu đấy, muốn thả nó về để mình đẻ nhiều cá con ra đấy, mình có cá mà câu. Này chê ta bây giờ thật ra các bác là nó cũng rất là hiếm đấy, nó không có nhiều đâu. Cái cước này nó phồng ấy. Câu được con chê như vậy là sướng lắm anh em ạ. May mắn lắm mới đầm con mà. Hơi phí. Cái loại trên nai thì ở đây trước em đụng hàng cũng nhiều mà to. Nếu hôm nay mà đụng hàng là trên nai là cũng dễ là đứt ấy. Dây bé mà. Dây bé tí. Đấy là số 1 đấy. Hơi tiếc hôm nay mà được 4-5 con như vậy về một kho này. Tuyệt vời. À, ok. Đây nhỏ quá. Cứ đào tem đi. Đi câu rồi em muốn mang theo vài đào tem để cắt dây. Đó, xong. Dùng cái rô này nó ăn phát là nó mút nó kéo luôn anh em. Bọn này nó tham mồi lắm. Đấy, đấy, đấy chưa, đấy đi chưa, đấy chưa. Úi, con rô vàng tươi to chưa. Đấy, đấy, đấy chưa, đấy đi chưa, đấy chưa. Úi, con rô vàng tươi to chưa. Úi, con rô vàng tươi. Úi, wow, wow, wow. Úi, con rô vàng tươi anh em ạ. Thôi, con này cho luôn, đứt phát nó mà lại mất nè. Để hỏng. To chưa anh em ơi. Lấy lên anh em xem. Con này. Con này người nó dài. Vàng, con này có rô vàng chứ không. Cũng là rô, chắc là rô đồng vuông thôi mà người nó vàng đẹp. À, đừng dẫy nữa. Wow, siêu phẩm dài. Ui, con này dài to. Người nó trường người anh em này. Dã man đẹp chưa, này đẹp chưa. Đấy, cầu cá rô vài tên này. Như này đúng là cuốn hổ rồi anh em ơi. Đẹp quá. Mút quá đẹp thật. Nó vào bèo của em mút phát là nó đi luôn. Sướng thật. Bỏ bè mút phát đi luôn anh em ạ. Vào. Vào đây. Cơm ăn bao bữa của nó một ngày á. Này cũng được khá khớ rồi các bác ơi. Thank you.
mày mút này. Úi giời. Đóng 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 anh em ơi. Hay đóng bao cây chuối. Đóng bao cây chuối anh em ạ. Được con rô nhỏ nhỏ xinh mắc hai cây chuối. Đây là rô ta này. Đây là rô ta chứ không phải rô đầu vuông em này. Đấy. Đây rô ta luôn. Rô này rô vàng luôn đấy anh em ạ. Cái rồi bò này nó đói người nó bé tí đầu nó to mút này. Con này cho rán ăn là ngon nhất các bác. Loại nhỏ nhỏ lén mà ngon này. Giống này về rán ăn tuyệt vời không mà trời. Phê kim phê kim. Cho hết vào đây. Nè bé mà ăn ngon. Cảm giác cá no dưới nó ăn nó hết nó mùi ổ này mà nó vẫn vãn này. Vào đi. Cảm giác nó ăn nó vẫn vãn mồi. Đó, chỗ này nó mắc quá. Cho anh em chìm gỗ con cá này, hình người nó dài, con này gầy và đói mà nó dài. Đó, câu con cá rô này thì có bảo có phê không? Giật cảm giác cứ phê như lần đầu mới đi câu. Tuyệt vời. Phê quá, phê quá. Hàng khủng của em đây rồi. Vào đây em ơi. Hôm nay em cuốn hổ được toàn cá to. Những con này cảm giác rất sướng thật các bác này. Wow. Ok. Không biết là cái lỗ này đục ra cái cá nó vào nó ngoài lắm thật ấy. Chỗ này cũng sâu phết anh em, chỗ này khoảng 1,5 m 2 m nước ấy. Ra ngoài giữa còn sâu nữa, cái này nó rìa bờ nhưng còn ra ngoài còn sâu nữa cơ. Ngon lắm thật. Đó mút mút anh em ấy, đi phao. Úi giời. Đi phao rồi, có đồ con. À, cái mút đi phao rồi bé tí. Nè, có đồ con này. Thôi con này ăn rất là ngon, rán nó giòn ăn ngon nhưng mà thôi, thảo này về với thiên nhiên nhé. Còn lớn cắn mồi của anh. À. Thảo này về với thiên nhiên. Ồ, đây tiếng sáo diều vi vu quá, không có bao bốn cái diều liền anh em ạ. Đây có một con này đang vi vu. Chỗ này thì công nhận là nói là lắm cá to. Cái này nào cho đánh ổ chép mới tuyệt vời anh em ạ. Đánh lục đánh ổ chép mới tuyệt vời. Còn nào cắn ngày trời mưa cơ, nước đục cơ. Bọn chép đèn mạnh ra đầy vã mới gọi là quên sầu. Ôi, tầm này muộn này cá não không cắn anh em ạ. Muộn quá rồi, mày thu đồ về đây. Hôm nay được chúng ta toàn hàng khủng đây. Thu đồ anh em nhé. Ôi, đây thành quả anh em bọn này toàn hàng khủng nên giật phê tít mắt luôn. Toàn rô to. Tiếng mấy lần này chậm có còn chê. Trời ơi. À, cái túi này nó rách khả năng rào mất mấy con bé bé này. Nhưng mà bé thì không bắt làm gì anh em ạ. To này, phê quá. Móc bắt sàn. À, cho anh em chìm ngưỡng này. Thằng khủng luôn đấy là toàn con. Những con như thế này. À, anh em bảo những con thế này đời nó có gọi là phê pha không? Xuống mắt nhé. Cầu này nó gọi là cầu cá nhỉ. Nhỏ lắm.